những chuyến bay thuê bao chở khách Nga đến Phú Quốc và thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tạm ngưng từ giữa tháng Giêng năm 2015 tới đây do vắng khách. Đây là thông tin từ công ty Ánh Dương, nơi chiếm tỷ trọng lớn về lượng du khách Nga đặt tour đến Việt Nam. Tháng 12 này chỉ còn một chuyến bay thuê bao chở khách Nga đến thành phố Hồ Chí Minh. Số chuyến bay từ Nga đến Phú Quốc thì vẫn còn 10 chuyến nhưng đến tháng Giêng năm 2015 sẽ giảm còn một nửa. Vì lượng khách Nga giảm khá nhanh nên dự kiến đến giữa tháng Giêng tới các chuyến bay thuê bao sẽ ngừng hẳn. Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, lượng khách Nga đến Cam Ranh, Nha Trang cũng đang giảm mạnh. Những chuyến bay thuê bao cho du khách Nga có thể cũng sẽ phải tạm ngừng khai thác từ đầu năm tới. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách Nga đến Việt Nam tính đến hết tháng 11 năm nay đã là 330.000 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến trước đây là đến năm 2020, Việt Nam sẽ đón 1 triệu lượt khách Nga.